100 năm trước, trên thế giới xuất hiện người khổng lồ Titan. Bọn chúng bắt và ăn thịt hơn một nửa nhân loại, những con người may mắn sống sót lại trong trận đại chiến này. Để ngăn cản sự tấn công của Titan, bọn họ đã xây dựng 3 lớp tường cao. Trong lớp tường cao, bọn họ đã gây dựng nên xã hội, có một cuộc sống yên bình. Con người đã sống gần 100 năm trong lớp tường thành này. Những đứa trẻ sinh ra trong lớp tường thành, tràn ngập khát vọng và mong đợi về thế giới bên ngoài lớp tường thành. Có 3 thanh niên là Eren, Armin và Mikasa, bọn họ cuối cùng đã không kìm lại được khát vọng trong lòng, lén lút tránh khỏi lính canh gác và đến bên cạnh bức tường thành. Bọn họ muốn biết thế giới bên ngoài trông như thế nào. Còn sau khi tới chân bức tường thành, Armin lại nói bên ngoài thành có Titan, nguy hiểm lắm. Hơn nữa quốc gia có quy định, nếu leo lên tường thành, sẽ trực tiếp bị phán tử hình. Eren lại không cam lòng. Đúng lúc này, bọn họ bị lính canh phát hiện. Nhưng vẫn may, đội trưởng lính canh gác là chú của Eren, người chú mang tới cho bọn họ một tin tốt. Quốc gia sắp bắt đầu điều tra về bên ngoài thành. Bọn họ cuối cùng có thể ra bên ngoài thành rồi. Lúc mọi người đang cảm thấy hưng phấn vì tin tức này, mặt đất lại bắt đầu rung lắc một cách kỳ lạ. Một bầy chim phía trên bức tường thành hình như cũng đã bị kinh sợ. Đất đá trên bức tường thành cũ kỹ bắt đầu không ngừng rơi xuống. Thứ hiện ra trước mắt lại là một khuôn mặt cực lớn. Hóa ra truyền thuyết là thật. Người khổng lồ Titan này cũng to đến mức khó tin, còn cao hơn cả tường thành. Quốc gia đã yên bình được 100 năm, đám binh lính này chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều hoảng hốt. Titan siêu to khổng lồ còn đang không ngừng đá vào tường thành. Bức tường thành đang lâm vào tình cảnh nguy khốn, nhưng đúng lúc bức tường thành càng ngày càng rung lắc, Titan đột nhiên gầm lớn một tiếng rồi đi mất. Cơn động đất đã biến mất. Nhìn sang bức tường thành, lại phát hiện dưới chân bức tường thành đã bị thủng một lỗ. Vô số Titan bước vào, vô cùng kinh khủng. Nhân loại bé nhỏ so với những Titan này, quả thực đúng là ngày tận thế. Các binh lính dùng đạn pháo để tiến công bắn chúng rồi sao? Nhưng vết thương của Titan hồi phục trong chớp mắt, mọi người đều tuyệt vọng. Rất nhanh sau đó, Titan đã tới thị trấn, mọi người vô cùng kinh hoàng. Có người chạy tán loạn, có người trực tiếp tự sát. Quốc gia đã yên bình 100 năm, lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác của ngày tận thế. Những đứa trẻ yếu ớt bị bỏ lại, sự tò mò và khát vọng về thế giới bên ngoài bức tường trong quá khứ, tất cả đều đã biến mất. Chỉ có những người trải qua thảm họa mới biết sự yên bình ngắn ngủi quý giá đến nhường nào. Trong dòng người chen chúc, Eren bị xô vào một căn nhà tị nạn. Còn Mikasa lương thiện lại lạc lõng bế một em bé bị vứt bỏ ở bên ngoài cửa. Eren muốn ra ngoài cứu người, nhưng lại bị người bên trong ngăn lại. Còn Mikasa đang ngã khuỵu dưới đất, Mikasa tuyệt vọng. Một tiếng động lớn, Eren ngã xuống đất. Bên ngoài căn nhà đột nhiên im bặt, cậu vội vã xông ra bên ngoài. Mikasa đã biến mất, bỗng nhiên, phía sau người vang lên tiếng hét. Cậu quay đầu, mái nhà của nơi tị nạn đã bị Titan phá nát. Người phía trong đều muốn thoát ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Cuối cùng, chỉ còn Eren đã nản lòng về thế giới này, một mình thất thần đi lang thang trong đống đổ nát. 2 năm sau, quốc gia đã thành lập đội trinh sát. Sự xuất hiện của Titan siêu to khổng lồ vào 2 năm trước đã tàn phá bức tường của khu bên ngoài. Loài người không thể nào chống chọi lại được với sự tấn công của Titan. Những người may mắn sống sót đều đã rút lui vào khu thương mại ở trong bức tường thành thứ hai. Lại cộng thêm mức như phần lớn đất canh tác nông nghiệp khiến cho vấn đề thiếu lương thực cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Để cướp lại đất đã bị Titan chiếm, con người bắt buộc phải sửa lại lớp tường thành phía bên ngoài đã bị phá hủy. Còn Eren và Armin đã mất nhà, cũng đã trở thành một thành viên của đội trinh thám. Bọn họ quyết định dùng số thuốc nổ còn sót lại ở khu nông nghiệp để làm nổ phía trên bức tường cao đã bị phá hủy. Đội trưởng này nói, buổi tối Titan sẽ đi ngủ, cho dù tỉnh lại mắt cũng không nhìn thấy gì, cho nên bọn họ quyết định xuất phát vào buổi tối. Trong cuộc hành trình, có đội viên nói rằng có một nữ thần sẽ đợi chúng ta ở khu nông nghiệp, nghe nói trong nửa năm cô ấy đã giết chết hơn 10 Titan. Tôi thấy đây đâu phải là nữ thần, là thần chết thì đúng hơn. Nửa đường dừng lại xuống xe, đội trưởng bảo mọi người xác nhận tình hình xung quanh, nhưng đúng lúc kết thúc trinh thám, bọn họ lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Một đội viên lương thiện định đi cứu đứa trẻ, Eren không yên tâm về cô ấy, nên đã bước vào đống đổ nát cùng cô ấy. Đột nhiên, một đám chất lỏng nhớp nháp rơi lên đầu đội viên. Ngẩng đầu lên nhìn, đây đâu phải là trẻ con, rõ ràng là một em bé Titan khổng lồ. Dường như em bé Titan đã bị ngã đau, liền khóc giống lên. Rất nhanh sau đó, tiếng khóc của nó đã thu hút Titan tới. Càng ngày càng có nhiều Titan đi tới. Có đội viên còn chưa lên xe, xe đã đi mất. Khó khăn lắm mới gần tới điểm cuối cùng, phía trước lại bị một Titan chặn lại. Lúc mọi người đang tuyệt vọng, đội trưởng canh gác ở đây đột nhiên xuất hiện. Hóa ra chỗ phía sau gáy của Titan là nhược điểm của bọn chúng. Nhưng chỉ dựa vào súng đạn thì rất khó để công kích được bộ phận này. Bọn họ phải dựa vào cái này thiết bị cơ động lập thể. Khi lắp nó vào phần hông, loài người có thể di chuyển tốc độ cao trong không trung. Sau khi bắn ra mỏ neo, thu dây thép lại, người sẽ có thể lên tới độ cao của Titan, sau đó duy trì độ cao vừa đủ đồng thời nhắm vào gáy ở phía sau. Đương nhiên, cùng lúc đó, dùng dao gấp để chém vào phần thịt phía sau gáy. Titan sau khi bị cắt vào phần gáy sẽ chết. Cái xác sau khi đã chết sẽ nhanh chóng bốc hơi và biến mất. Đội trưởng giết chết Titan này một cách nhẹ nhàng. Lại một Titan nữa xuất hiện, càng bị giết chết nhanh hơn. Còn người giết chết Titan này chính là nữ thần canh gác ở khu nông nghiệp. Còn nữ thần canh gác này lại chính là Mikasa đã mất tích 2 năm. Trông thấy trời sắp sáng, mọi người vội vã vẫn chuyển thuốc súng lên xe. Eren tìm được Mikasa, hỏi rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Mikasa không nói gì nhiều, mà cho cậu xem thứ này. Đây chính là vết sẹo 2 năm trước bị Titan đó cắn. Còn người cứu cô chính là đội trưởng vẫn luôn
luôn canh gác ở khu nông nghiệp này. Eren nhìn thấy hai người sống nương tựa vào nhau, đau lòng gào thét. Điều khiến cậu ta đau buồn không phải là Mikasa đã ở bên người đàn ông khác, mà là hận bản thân cậu lúc đầu tại sao không cứu Mikasa. Lúc này một người phụ nữ xuất hiện, ngăn cản hành vi thu hút Titan này của cậu, kéo cậu vào nhà định an ủi cậu. Trong nhà, người phụ nữ thẳng thắn với cậu, cô ta nói với Eren rằng muốn sinh con cho cậu, nói rằng chỉ cần có con, chúng ta sẽ có thể lấy được phí nuôi con, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc này, phía sau lưng cô ta xuất hiện một con mắt. Buổi tối, Titan vẫn có thể nhìn thấy người phụ nữ đã bị nuốt chửng trước mắt Eren như vậy. Đội trưởng đã lừa bọn họ. Các Titan đột nhiên phát động cuộc tấn công, loài người cũng bắt đầu phản kích bằng vũ trang. Có Titan bị con người giết chết, có người thì bị Titan đập chết. Giống như người phụ nữ này, chồng của cô ta vừa mới bị Titan giết chết. Lúc con người và Titan đang giao chiến, lại xuất hiện một người đeo mặt nạ cướp xe thuốc nổ đi. Còn trong quá trình cướp xe, người phụ nữ vừa mất chồng đã nhảy lên xe thuốc nổ để châm ngòi lửa. Cô ta cướp lấy vô lăng, cầm lái xông thẳng vào trong đống Titan. Cô ta phải báo thù cho chồng. Thế nhưng hành động này hoàn toàn không thể nào giết nổi Titan. Rất nhanh sau đó, các Titan đã hồi sinh. Số thuốc nổ là hy vọng cuối cùng của loài người cũng không còn. Nhìn thế giới đổ nát này, nhớ lại Mikasa đáng thương, Eren đã bùng nổ. Cậu tận dụng thiết bị cơ động luồn lách qua những Titan. Đây là lần đầu tiên cậu giao chiến trực diện với Titan. Nhưng sự căm hận trong lòng và sự nhạy bén bẩm sinh đã khiến cho cậu càng thêm thành thạo hơn trong hành động. Cậu đã giết chết được Titan đầu tiên, nhưng vẫn chưa kịp vui mừng, cậu đã bị Titan khác cắn đứt chân. Một đội viên khác trên nóc nhà cũng bị Titan bao vây. Còn hai người dân thường bên dưới ngôi nhà đã giúp thu hút sự chú ý. Đội viên trên nóc nhà nắm chắc cơ hội bay tới, thành công giết chết nó. Thế nhưng Armin lại bị một Titan khác bắt được. Có đội viên dùng cung tên để công kích, nhưng mũi tên nhỏ bé này thì sao có thể uy hiếp được Titan? Lúc Armin sắp bị nuốt chửng, Eren đã mất đi một bên chân, xông tới miệng Titan, kịp thời bắt lấy Armin. 2 năm trước cậu không có năng lực để cứu được Mikasa khiến cậu cực kỳ hối hận. Ngày hôm nay của 2 năm sau, cậu càng không thể cho phép Armin chết trước mắt mình. Eren cứu được Armin, mình thì bị nuốt vào trong bụng Titan. Cậu đã trông thấy đồng đội trước đó, vốn dĩ đã từng là người còn sống sờ sờ, bây giờ lại trở thành thức ăn vẫn chưa tiêu hóa xong trong bụng Titan. Tất cả mọi thứ xảy ra một cách chân thực như vậy ngay trước mắt mình. Cuối cùng, Eren phát ra tiếng gào thét, là sợ hãi sao? Không, là phẫn nộ. Lúc này, Titan xung quanh thành phố bỗng nhiên xảy ra hiện tượng lạ, bọn chúng như thể đang sợ hãi cái gì đó. Sau khi Mikasa biết được Eren đã chết, không màng tới an nguy của bản thân, xông thẳng tới Titan. Còn lúc này, một chi đã tàn phế của Eren dưới đất lại dần dần bốc hơi. Mikasa cũng đã gặp được Titan đã nuốt Eren. Lúc đang chuẩn bị cho cuộc chiến đấu cuối cùng, trên người Titan lúc này lại xuất hiện tượng lạ. Cuối cùng, một bên tay trồi ra từ trong miệng nó, Titan đã nổ tung, một Titan khác xuất hiện trong cơ thể nó. Tuy có thân hình của các Titan khác, nhưng tướng mạo động tác lại không hề giống. Nó có kỹ năng chiến đấu, nó công kích các Titan xung quanh, tốc độ hồi phục của nó nhanh hơn, sức công kích lớn hơn, giống như đại vương của các Titan. Rất nhanh sau đó, các Titan còn lại đều sợ đến mức chạy đi mất. Nó nhìn sang loài người trên nóc nhà, nó là bạn của con người sao? Nó tung một cú đấm lên nóc nhà, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Còn lúc này Mikasa lại nhìn Titan đó, nói ra một cái tên Eren. Trong lúc ánh mắt giao nhau, Titan đã tóm Mikasa lên, nhưng lại không hề làm hại cô. Cùng với đó là một tiếng gào thét, Titan đã bốc hơi vào lúc này và ngã xuống. Mikasa chém vào sau gáy của Titan này. Một người xuất hiện phía trong, lại chính là Eren. Cánh tay và bên chân đã đứt của cậu cũng đã mọc lại. Vốn dĩ con người chỉ có thể thoi thóp trước sự áp bức của Titan, đây là một kỳ tích sao? Ngoài ra, kẻ thù lớn nhất lẽ nào thực sự là Titan sao? Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại. Bye bye.